Thưa quý vị và các bạn, theo luật pháp quốc tế, một quốc gia muốn tuyên bố chủ quyền của mình, quốc gia đó phải sở hữu được một bộ hồ sơ pháp lý hết sức đầy đủ. Và trong bộ hồ sơ đó có một nội dung vô cùng quan trọng, đó là những chứng cứ lịch sử về sự chiếm hữu liên tục trên vùng đất mà quốc gia đó tuyên bố chủ quyền. Hay nói một cách khác, quốc gia này phải có bằng chứng lịch sử cho thấy họ đã tuyên bố chủ quyền và thực thi chủ quyền đó một cách liên tục. Và cùng tham gia bình luận cho chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi xin được giới thiệu giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Vâng, thưa giáo sư, chúng ta sẽ cùng trao đổi là Trung Quốc hiện nay đang có những gì. Và trên màn hình lúc này, đó là tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh, Địa Dư Toàn Đồ. Đây là tấm bản đồ mà nhà Thanh của Trung Quốc đã xuất bản vào năm 1904 và hiện nay thì đang được lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Việt Nam. Thưa giáo sư, ý nghĩa của tấm bản đồ này nằm ở chỗ nào và giáo sư có thể nói gì về tính chính thống của tấm bản đồ? Chúng ta hãy bắt đầu từ cái tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ của nhà Thanh. Nó được xuất bản đầy đủ vào năm 1904. Nhưng mà đây là một cái bộ bản đồ có thể nói là hoàn chỉnh và được chuẩn bị một cách công phu nhất trong toàn bộ mấy nghìn năm của chế độ phong kiến Trung Quốc. Nó bắt đầu khởi xướng từ một hoàng đế được coi là uyên bác của triều Thanh, đấy là ông Khang Hy, và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông ấy thì cái bộ bản đồ này đã được đo đạc cân nhắc rất là kỹ lưỡng, rồi sau đó lại được tiếp tục bởi những ông vua cũng được coi là nhiều chữ, như là ông vua Ung Chính, vua Càn Long, và đến năm 1904 sau này thì nó mới được công bố. Cho nên đây là một cái bộ bản đồ phải nói là chuẩn bị rất là công phu. Những cái điều đáng nói về bộ bản đồ này là ở chỗ dưới thời Khang Hy và sau đó các ông vua như tôi vừa kể tên đấy, là cái thời kỳ bành trướng rất mạnh của triều Thanh. Tân Cương cũng vào Trung Quốc thời kỳ này, Tây Tạng cũng vào bản đồ của Trung Quốc thời kỳ này. Bản đồ này đã được thể hiện cái điều đó. Và thậm chí với cái phần phía Bắc ấy, đã có những phần tiếp giáp với tận vùng Siberia của Nga. Thế nhưng nó lại kết thúc phía Nam ở đảo Hải Nam. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, đây không phải là một cái sự sơ ý mà rõ ràng họ không có. Đấy, với một cái gọi là hiểu biết sâu sắc về địa lý, về lịch sử và có những sự trợ giúp của các chuyên gia Đức và Bỉ, ông Khang Hy và sau đó ông chính Càn Long ấy, không hề là không sơ suất gì ở trong cái chuyện làm bản đồ này. Ngoài tấm bản đồ Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Đồ xuất bản năm 1904, chúng tôi cũng xin được giới thiệu thêm là Việt Nam hiện còn đang có trong tay một loạt bản đồ Trung Quốc do người Hoa và người Nhật vẽ và ấn hành từ năm 1850 cho đến năm 1939, và tất cả các bản đồ này đều chưa từng xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa. Tất cả đều xác định đảo Hải Nam là điểm cực nam lãnh thổ Trung Quốc, có nghĩa là thừa nhận các quần đảo ở Biển Đông đều nằm ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. Và chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ thực tế mà Trung Quốc không thể chối cãi tại chính những bản đồ mà họ phát hành. Đây là Trung Hoa Dân Quốc Toàn Đồ xuất hiện trong sách Trung Hoa Tân Hình Thế Nhất Lãm Đồ phát hành vào năm 1926. Bản đồ này vẽ cực nam của Trung Quốc là tỉnh Hải Nam. Trước đó, ngay từ đầu thế kỷ, vào năm 1908, bản đồ có tên Đại Thanh Đế Quốc xuất hiện trong sách Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ do Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán phát hành đã chỉ rõ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam. Vào tháng 5 năm 1907, nhà xuất bản Đông Kinh Tokyo Nhật Bản cũng đã xuất bản sách có tên Đại Thanh Đế Quốc Phân Tỉnh Tinh Đồ, trong đó có xuất hiện Đại Thanh Quốc Toàn Đồ và cũng chỉ rõ cực nam của Trung Quốc đến Hải Nam là hết. Còn trong bản đồ của tỉnh Quảng Đông, Hoàng Sa và Trường Sa cũng chưa từng xuất hiện. Đây là tấm bản đồ tỉnh Quảng Đông xuất hiện trong cuốn sách Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ do Thượng Hải Thương vụ Ấn Thư Quán phát hành vào năm 1908. Cực nam của tỉnh Quảng Đông cũng chính là đảo Hải Nam. Vâng, thưa giáo sư, ngoài bản đồ ra thì một yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là những bằng chứng lịch sử. Và tôi cũng được biết rằng là trong thời gian qua thì Trung Quốc cũng đã chỉ đạo rất nhiều các nhóm nghiên cứu để tìm ra những chứng cứ lịch sử để chứng minh chủ quyền theo hướng có lợi cho họ. Vậy thì qua những gì mà Trung Quốc tuyên bố liên quan đến nội dung này thì giáo sư có thể đánh giá như thế nào về những gì mà Trung Quốc đang có? Đúng như vậy, bản đồ nó có những cái giá trị nhất định của nó. Nhưng điều quan trọng lại là một cái bộ hồ sơ thì nó phải bao gồm rất nhiều những chứng lý, thì trong đó những tư liệu lịch sử để khẳng định cái sự phát hiện này, thế rồi là xác lập chủ quyền này, thực thi chủ quyền này, bảo vệ chủ quyền này là cực kỳ quan trọng. Thì có lẽ họ ý thức được cái chuyện ấy, cho nên từ khá lâu rồi đấy, khá lâu, cũng mấy chục năm nay thôi. Vâng. Thì Trung Quốc đã tổ chức một cái nhóm nghiên cứu mà họ giao cái nhiệm vụ này cho một nhà khoa học theo tôi là có uy tín, ông Hàn Chấn Hoa.
Thì dưới sự lãnh đạo của ông ấy thì đã cho ra mắt một cái tập sách có tên là Ngã Quốc Nam Hải Chư Đồ Sử Liệu, Chư Đảo Sử Liệu Hối Biên. Dịch có nghĩa là những cái gom góp tư liệu về các cái đảo ở Biển Nam của nước ta. Thế thì tôi cũng suy nghĩ mãi tại sao là ông ấy dùng cái chữ hối biên. Có phần hơi khiêm tốn. Hối ở đây có nghĩa là gom góp lại. Nói một cách khác ấy, là tư liệu họ không dày dặn lắm. Chủ yếu là họ lượm lặt ở trong các cái sách để tìm ra những cái mà họ cố chứng minh là có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa mà thôi. Thì cái cuốn sách này đấy, tuy là có cái dung lượng trên dưới 800 trang, nhưng mà cái phần gọi là sử liệu thì đếm kỹ là có khoảng hơn 100 trang. Còn gần 700 trang đấy là bình, là luận, là lý giải theo cách hiểu của mình. Thế thì với ý nghĩa đó đấy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng họ dẫn ra một cái chuyện phải nói là lý thú đấy. Đó là có một cái ông nhà thiên văn học là Quách Thủ Kính. Ông ấy đi đo đạc bản đồ 27 điểm thì có một cái điểm ở trên cái vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Thế và họ nói rằng là đấy, từ thời Nguyên là người của triều đình đã đến đấy đó đấy. Thì họ quên mất rằng là 27 điểm mà ông Quách Thủ Kính cho người đi đo đạc ấy, là có cả Thiết Lặc là cái vùng gần Siberia, có cả Cao Ly tức là bán đảo Triều Tiên. Và với cái lập luận ấy thì có lẽ đến một ngày nào đó họ mạnh lên nữa, họ sẽ đòi Siberia rồi đòi Cao Ly, đấy là thuộc lãnh thổ của họ vì ông Quách Thủ Kính đến đấy đo rồi. Thế hay là đến Đời Minh họ nói đến chuyện Trịnh Hòa. Thì ông lại quên một cái là ông Trịnh Hòa đi đâu ông vẽ bản đồ đến đấy. Thì qua cái vùng biển của Việt Nam ấy, thì cái bản đồ của Trịnh Hòa đấy đây là giao chỉ dương. Và giao chỉ là tên chỉ Việt Nam chứ đâu có phải Trung Quốc. Hoàn toàn như tính chất dị vật trí. Nhưng mà giáo sư đã chỉ ra. Vâng, thưa giáo sư, chúng ta đã nói về phía Trung Quốc. Sau đây chúng ta sẽ cùng nói về phía Việt Nam. Hiện nay chúng ta đã có trong tay những gì để có thể chứng minh được chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ở đây thì giáo sư có thể nhìn thấy trên monitor, đó là tấm bản đồ hiện nay rất là quý mà Việt Nam đang có được. Đó là An Nam Đại Quốc Họa Đồ. Đây là tấm bản đồ do một mục sư người Pháp có tên là Tabe vẽ và xuất bản vào năm 1838. Vậy thì giáo sư có thể nói gì về giá trị pháp lý đối với tấm bản đồ này? Nó có một chia rất hay, tức là khi nói tới cái việc khẳng định chủ quyền trên một vùng đất nào đó đấy, thì cái địa danh có ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì người ta tìm ra nó, người ta đặt tên cho nó thì rất là quan trọng. Cho đến nay đấy thì Trung Quốc hoàn toàn chưa có bất cứ một chứng cứ gì để gắn cái tên gọi, như họ vẫn gọi là Tây Sa, Nam Sa, Đông Sa, là những cái tên xuất hiện rất muộn, vào đầu thế kỷ 20 thôi, thậm chí sau những năm 30 thôi, với lại những cái tên mà trên các hải đồ quốc tế như là Paracel, Bradley. Thế thì cái tấm bản đồ từ nửa đầu thế kỷ thứ 19 này đấy thì đã có một cái chú thích ở góc đây này. Là Paracel siêu cát vàng. Thì chữ cát vàng ở đây là tên ông bà mình đặt cho cái quần đảo Hoàng Sa. Chữ nôm đúng không ạ? Rất nôm. Đấy, bởi vì sau này Hoàng Sa thực ra là dùng chữ Hán để chỉ là cát vàng hay là bãi cát vàng mà thôi. Thì cái ý nghĩa của nó về địa danh là rất quan trọng, rất quan trọng. Và nếu như chúng ta, nó giống như là một cái chân lý đấy, thì càng tìm thì càng thấy nhiều những cái chứng cớ ấy, là ủng hộ cho cái tính chính đáng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai cái quần đảo này. Vâng. Ngoài bản đồ ra thì hiện nay những cái tài liệu lịch sử nào để chứng minh cái sự chiếm hữu mang tính chất liên tục của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đối với hai quần đảo này ạ? Trái với Trung Quốc ấy, thì tư liệu lịch sử và có cái cơ sở pháp lý cho cái việc khẳng định chủ quyền cho hai quần đảo này thì rất nhiều. Và như tôi đã nói là càng tìm thì càng thấy rằng là nó giống như là một cái chân lý đấy, thì càng ủng hộ về phía Việt Nam. Thì từ thế kỷ thứ 17 chúng ta đã vẽ bản đồ, đặt tên, rồi từ đó trở đi thì các bộ sử của những nhà sử học như là Lê Quý Đôn, hay là các cái bộ chính sử của nhà Nguyễn như Đại Nam Thực Lục Chính Biên, hay đặc biệt những cái văn kiện của nhà nước như là Châu Bản mà vừa rồi thì chúng ta phải nói là rất là mừng, là bởi vì cái bộ tài liệu quý này đấy thì đã được trân trọng như là một di sản ký ức nhân loại, được công nhận là như vậy, cho nên nó có giá trị rất là cao. Thì nói rất rõ về cái việc tổ chức đơn vị hành chính này, rồi là tổ chức các đơn vị mà ra làm nhiệm vụ ở ngoài đảo này. Và không chỉ có những cái tài liệu quan phương, tức là từ phía nhà nước, chúng ta còn có những cái tư liệu từ dân, tức là nó được thực thi trong thực tế. Vừa rồi thì có rất nhiều những nhà khoa học nước ngoài đấy, họ đã cất công tìm đến Lý Sơn, cái nơi mà nhân dân ở đó qua rất là nhiều thế kỷ đấy đã làm cái nhiệm vụ mà đi ra trấn giữ Hoàng Sa.
Trường Sa. Thế thì với ý nghĩa đó đấy, chúng ta có rất là nhiều tư liệu, và bấy lâu nay tôi thấy rằng là báo chí chúng ta nói đến cái mức mà Trung Quốc cũng ngại, và hình như ở đâu đó đã đề nghị là Việt Nam không được nói cái đó nữa. Bởi vì nói như thế là quá đủ rồi, tức là họ cũng ngại về cái chuyện tư liệu mình phong phú. Thưa quý vị và các bạn, chủ quyền phải được xác lập trên cơ sở bằng chứng lịch sử và luật pháp quốc tế. Nó không được hình thành dựa trên vũ lực và những tuyên bố vô căn cứ mang tính chất đơn phương. Chỉ trong một thời lượng rất hạn chế của chương trình thì người xem đã có thể dễ dàng tìm thấy cho mình câu trả lời đâu mới là bằng chứng lịch sử và đâu là những viện dẫn vá víu vu vơ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc phần bình luận tối nay với chủ đề Hoàng Sa Trường Sa, những chứng cứ lịch sử. Và một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang đã tham gia phần bình luận tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam.